Đời tớ tẻ nhạt, tớ săn gà, người săn tớ, tất cả loài gà đều giống nhau và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế tớ hơi chán, nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng, tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất, nhưng bước chân của cậu sẽ gọi tớ từ hang chạy ra như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kìa, cậu thấy không, ở kia những đồng lúa mì ấy, tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng, các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng khác gì khêu gợi, cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim, thế thì sẽ rất tuyệt. Một khi cậu cảm hóa tớ, lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu, và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì. Nên cậu vui lòng, hãy cảm hóa tớ đi.